sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, cha Vincent Nguyễn Văn Định sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Kính chào ông bà anh chị em. Ngày nay hơn bao giờ hết, người ta thích chạy đến những trung tâm hành hương, những đền đài nổi tiếng vì lòng thành kính thì ít, mà vì cầu mong phép lạ thì nhiều. Chúa Giêsu luôn muốn mọi người tìm thấy đức tin thật sự vào Ngài hơn chỉ là mong có điềm thiên giống lạ. Bài phúc âm về việc chữa lành viên sĩ quan, con của một viên sĩ quan ở Galilee nói với chúng ta về vấn đề này. Chúng ta cùng lắng nghe. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Sau hai ngày, Đức Giêsu bỏ nơi đó đi Galilee. Chính người đã quyết định hoặc ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilee, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ. Bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilee, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bây giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilee, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa Ngài, xin Ngài xuống cho kẻ cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra đó là bảo: đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilee. Sau khi tỏ mình cho người phụ nữ ở giếng Gia-cóp tại Samaria, nhiều người trong họ muốn giữ Ngài lại, nhưng Ngài nhất quyết trở về Galilee, dù biết là ở đó họ không đón tiếp Ngài. Nhưng dù quý mến hay không thì Ngài vẫn thi hành ý định của Chúa Cha. Ngài là sứ điệp cho mọi người. Rất nhiều khi chúng ta chỉ tìm đến những nơi có người yêu mến mình, đến với những con chiên ngoan hiền, giàu có, mà từ chối những chỗ khó khăn hoặc những người tội lỗi, những con người ở vùng ven. Cái nhiệt kế đó, lòng nhiệt thành của chúng ta, chính là ý định trong sáng trong việc đi theo Thánh ý Chúa. Trước khi chữa lành con trai viên sĩ quan, Chúa cũng nhắc nhở xu hướng con người thích chạy theo phép lạ hơn là tin vào sự hiện diện của Ngài. Các ông mà không thấy niềm tin dấu lạ thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Thực ra đối với người có niềm tin vào Chúa thì đâu cũng là phép lạ. Nó xảy ra hàng ngày trong đời sống chúng ta. Thiên nhiên nói với chúng ta về quyền năng của Chúa, hay một lời xin lỗi, một cử chỉ ân cần nâng đỡ, tất cả đều chỉ cho chúng ta những dấu lạ hàng ngày.
Tin mừng hôm nay nói đến sau khi người con trai được chữa lành, cả nhà viên sĩ quan đều tin. Niềm tin đã ảnh hưởng đến gia đình. Ông đã tin vào lời Chúa Giêsu trở về nhà dù chưa thấy. Niềm tin ấy đã phát sinh hoa trái. Cả nhà ông tin vào Chúa Giêsu. Cuộc sống chúng ta là một chuỗi tương quan dây chuyền như thế. Khi chúng ta sống niềm tin của mình, nó có sức mạnh tuôn tràn đến người khác. Họ đã gặp Chúa Giêsu nơi những kẻ đang sống niềm tin vào Ngài. Lạy Chúa, xin ban đức tin cho chúng con và cho chúng con biểu lộ niềm tin đó cho anh chị em chúng con qua mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, để nhờ đó mọi người đều ca tụng những kỳ công Chúa. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.